Xin chào mọi người đang xem kênh Thanh Life US. Bữa nay ăn cua mọi người. Cua này thì cua đá. Đó, con nào con nấy bự chưa này. Đó, cầm thì nó chắc lắm. Mọi bữa mình cũng có ăn, mua thử hai con ăn đây đó. Nó ăn nó chắc lắm, thịt nó cũng ngọt nữa. Bữa nay mua lại ăn này. Trong chợ đó bán 7 con, nhà mình mua hết 7 con luôn. Cái này người ta bán 6 đồng một pound. 1 pound là nửa ký đó. 7 đồng thì khoảng 7 đồng thì khoảng 150 cỡ đó. Không, hơn. Phải 160 ha. Được vậy. Rồi mời mọi người ăn cua Thanh nha. Ăn con này này ha. Con nó cũng tùy, có con to con nhỏ, con này thì nó nhỏ hơn một xí đó. Đây bàn tay của mình đây. Bàn tay của mình này. À, đó. Cua này thì nó cũng tựa như Dungeon Crab đó. Nhưng mà Dungeon Crab thì cua nó lớn hơn, con nó lớn hơn. Vỏ nó cứng hơn. Này, quá chừng này, quá chừng gạt luôn này. Quá chừng gạt luôn, gạt nhiều lắm. Quá chừng gạt luôn. Này để lấy cái thìa xúc gạt đây. Cua này thì mình ít thấy lắm mọi người. Mình từ hồi giờ mình chưa thấy đó. Rồi hôm bữa mình có đi chợ đó, rồi mình mới thấy cái chợ đó bán cái cua này thôi. Tình cờ. Rồi bữa nay rồi nhà mình mua một lần nữa này. Này, gặt quá chừng luôn này. Mình mới múc còn xí thôi đó. Đó, mời mọi người nha. Nó béo. Nó béo quá chừng luôn á. Wow. Có chất lượng luôn mọi người. Gạt nó nhiều vậy thì thịt nó cũng nhiều. Này. Mình thì mình thích ăn cái gạt nó như vậy hơn là cái gạt mà màu cam cam. Gạt đó nó khô, gạt này nó không có khô. Nó béo. Mà nó không có mặn lắm nữa. Wow, trời ơi. Wow, con rồi mọi người này. Cạch này mà so với Dungeon Crab thì này nó rẻ nhiều hơn. Nó rẻ hơn Dungeon Crab nhiều. Thôi ăn cạch này cũng được. Ăn ghè cua này cũng được chứ. Hoặc quá chừng gặt luôn. Ủa, anh đưa cho em đây đó hả? À, chồng mình mới đưa cho mình cái càng này. Thịt chắc. Càng ngon. Càng ngon. Càng ngọt hả? Ngon chắc. Ngọt. Đấy. Ngọt. Ngọt lắm mọi người. Chấm nước tiêu chanh. Chua chua, phải cay. Ngọt ngọt của ghẻ. Của cua chứ. Con này ngon lắm mọi người. Hắn nó đâu thua gì đến chừng phép đâu.
Trên chế nó lại nó ngon. Làm xào bún nó ngon, ăn sống. Ăn đi. Cái càn cua này thì phải có cái đồ bẻ bẻ mới được chứ không cắn được đâu mọi người. Cắn là tốn tiền à, trồng răng đó. Bay nguyên hạt luôn. Ăn à, cắn cái càng ghẻ chứ coi như là hư mất bộ răng. Răng giờ đắt lắm, đồng răng đắt lắm. Này nó hết cắt ở em để được ăn. Thank you. Này, trời ơi. Đó, ngập thịt luôn. Đã không? Chà, gặp quá chừng luôn. Ăn được ngon. Ngọt lắm. Cái này ngọt mà. Ở Chicago bây giờ thì tháng 10. Hai ngày này trời ấm ấm chứ khoảng 70 mấy độ ở F. Ngày mai thì lạnh xuống rồi. Ngày mai xuống còn có 50 mấy độ nữa thôi. Mát. Đó là cao đó. Còn mà thấp là có 40 độ không anh? Sáng sớm á, chắc vậy đó hả? Nó sớm 50 cao. Nô, ngày mai lạnh lắm anh. Mà lạnh không? Bây giờ thì ở lúc này trời đang mưa lâm râm. Bây giờ thì chắc là ngừng rồi đó. Ồ, rồi là nhắc anh lấy cây vô. Nghe mai lạnh á anh. Mai lạnh mà. Năm ni thì mình thấy là thời tiết nó ấm lâu hơn đó. Con này mà ai mà ăn giỏi lắm chẳng hai con là cùng thôi mọi người. Thịt nó nhiều lắm. Này mà đưa cho Mỹ, Mỹ nhìn cũng cười, chẳng biết làm gì. Thịt trắng này. Đập ra rồi bắt đầu nấu kitchen đó. Giống như người thuận lũng bữa. Đúng không? Yeah. Nấu cả nấu kiểu Louisiana style hả? Kitchen nhé. Hay quá. Công nhận thịt này, thịt con cua này ngọt lắm mọi người. Chắc của một lần. Ngọt thịt nó này. Gặt nhiều nữa. Nói chung là ăn đáng đồng tiền. Sao mà đồng đáng gì? Thấy ghẹ, ghẹ xanh ha? Có khi mà bán 9 đồng mọi người. 9 đồng một thao. Thịt bằng mà gậy săn con nó đâu có nhiều thịt bằng cái này đâu. Gậy này thịt cua này thịt nó nhiều hơn. Chắc hơn. Ăn ăn càng đếm. Này, ăn đi, ăn đi. Đó, chồng mình bẻ cho mình cái càng rồi này. Trời ơi, nhìn cái càng là ham ha. Chả thịt này. Anh tốt chứ đâu, anh sợ em tốt tiền răng thôi. Những bắt lắm. Trời ơi, cái thịt càng nó ngọt. Ngọt mảnh dai, dai dai. Mình
giống như xào bướm ngon, ăn bướm bướm ngon. Nè. Nước ngon, cay nè. Okay, sao không?